Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách chúng ta cài đặt website WordPress lên trên cái hosting GoDaddy. Thì để có thể cài đặt được website này thì chúng ta vào trong cái phần Control Panel của hosting GoDaddy, chúng ta chọn vào cái biểu tượng WordPress, chúng ta click chuột vào để chúng ta cài đặt. Nó sẽ dẫn ra chúng ta sang một cái trang cài đặt, chúng ta chọn install để cài đặt. Ở đây thì trang này chúng ta chọn cái tên miền để chúng ta cài đặt. Ví dụ như mình chọn cái tên miền là chinh phục tài chính thế giới.com chẳng hạn, thì chúng ta chọn tên miền vào đây để chúng ta cài cái website có tên là chinh phục tài chính thế giới.com để chúng ta cài đặt. Cái dòng kế tiếp đó là cái đây là admin name, này gọi là tên đăng nhập. Trong cái admin name này thì nó đòi hỏi chúng ta đặt tên là phải đặt tên cái gì cũng được, số lượng gọi là cái ký tự tối thiểu là 5 và dài nhất là 40, thì chúng ta phải lưu ý. Thí dụ như chúng ta đặt admin thì cho admin này là đủ 5 rồi thì cũng được, không vấn đề gì. Kế tiếp là chúng ta đặt password, chọn mật khẩu. Thì cái mật khẩu này nó có cái tiêu chí như sau. Cái tiêu chí thứ nhất là nó có từ 7 đến 15 ký tự và chiều dài. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái phải bắt đầu là bằng ký tự. Rồi cái yêu cầu thứ ba của nó là nó bao gồm là phải có chữ hoa và chữ thường ha. Rồi cái kế tiếp nữa là nó bao gồm có chữ hoa, và cuối cùng nó là yêu cầu là phải có số. Như vậy thì nó gồm có 5 cái tiêu chí này, chúng ta lựa chọn cái password nó phải yêu cầu như vậy. Tại có những bạn là đánh cái password đến đại khái, do đó nó không đủ hết 5 tiêu chí này thì nó không thực hiện được. Do đó chúng ta phải là đảm bảo được nó nằm ở tiêu chí trên, và khi đủ 5 tiêu chí này thì chúng ta sẽ cài đặt được đó. Chúng ta chọn password là cài đặt được. Kế tiếp là chúng ta nhập lại lần nữa. Cái phần này là email. Trong email này là chúng ta nhập vào đây để sau khi hệ thống nó cài đặt nó sẽ gửi qua email cho chúng ta. Kế đến đây là cái tiêu đề của website. Đây là cái phần mà khi chúng ta duyệt web thì nó sẽ xuất hiện trên cái thanh trình duyệt. Sau khi điền xong tôi bấm OK. Chúng ta chờ đợi cho cái quá trình cài đặt diễn ra. Đây là cái quá trình nó được diễn ra xong. Chúng ta vào email chúng ta kiểm tra, đây email nó thông báo là chúng ta đã cài đặt xong. GoDaddy đã gửi thông báo là chúng ta đã cài đặt xong cái website là chinh phục tài chính thế giới .com. Đây là cái phần đăng nhập vào bên trong của website. Chúng ta có thể xem website mà sau khi chúng ta đã cài đặt xong thì nó có cái giao diện như sau. Đó. Đây là website đã cài đặt hoàn thành. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.